Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, Thắng xin được cập nhật số lượng visa Mỹ được cấp trong tháng 6 năm 2022, bao gồm visa định cư và visa không định cư tại Việt Nam. Để xem thông tin chi tiết, mọi người truy cập vào đường dẫn bên dưới. Ký hiệu visa định cư được cấp trong tháng 6 năm 2022. F1 con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ, F2A vợ chồng và con nhỏ dưới 21 tuổi của thường trú nhân, F2B con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân, F3 con đã có gia đình của công dân Mỹ, F4 anh chị em của công dân Mỹ, EB3 lao động phổ thông vào Mỹ, EB5 đầu tư định cư trực tiếp và gián tiếp, FB1 visa tái nhập cảnh cho thường trú nhân vào Mỹ hơn 1 năm, CL1, CL2 vợ chồng và con riêng của công dân Mỹ, IL1, IL2 vợ chồng và con ruột của công dân Mỹ, IL5 cha mẹ của công dân Mỹ. Số lượng visa được cấp trong tháng 6 năm 2022 đối với diện F1 48 visa, diện F2A 127 visa, F2B 74 visa, F3 159 visa, diện F4 825 visa, diện FB1 41 visa, diện CL1 8 visa, diện CL2 2 visa, diện IL1 190 visa, diện IL2 88 visa, diện IL5 511 visa, diện EB3 56 visa, diện EB5 bao gồm đầu tư gián tiếp I5 118 visa, EB5 đầu tư trực tiếp T5 0 visa. So sánh số lượng visa định cư được cấp trong tháng 5 năm 2022 và trong tháng 6 năm 2022. Đối với visa F1 tăng 30 visa, visa F2A tăng 81 visa, visa F2B tăng 57 visa, visa F3 tăng 84 visa, visa F4 giảm 535 visa, visa FB1 tái nhập cảnh tăng 3 visa, visa CL1 tăng 1 visa, visa CL2 giảm 1 visa, visa IL1 tăng 40 visa, visa IL2 tăng 8 visa, visa IL5 tăng 34 visa, visa EB3 không tăng, visa EB5 đầu tư gián tiếp I5 tăng 85 visa, visa EB5 đầu tư trực tiếp T5 không visa. Ký hiệu visa không định cư được cấp trong tháng 6 năm 2022, visa F1, F2, visa du học, vợ chồng và con nhỏ dưới 21 tuổi của du học sinh F1, visa B1, B2, visa du lịch thăm thân nhân công tác, visa K1, K2, hôn phu, hôn thê và con dưới 21 tuổi của K1, visa H1B và H4, visa lao động chuyên môn cao, vợ chồng và con nhỏ dưới 21 tuổi của H1B, visa G1, G2, visa dành cho cá nhân tham gia trao đổi, giao lưu, đào tạo, vợ chồng con nhỏ dưới 21 tuổi của G1, visa M1, visa học nghề tại Mỹ, visa L1, visa tôn giáo. Số lượng visa không định cư được cấp trong tháng 6 năm 2022 như sau. Visa F1, visa du học 3.852 visa. Visa F2, vợ chồng và con nhỏ dưới 21 tuổi của du học sinh F1, 33 visa. Visa B1, B2, visa du lịch thăm thân nhân và công tác 8.900 visa, visa K1 diện hôn phu hôn thê 57 visa, visa K2 con độc thân dưới 21 tuổi của visa K1 17 visa, visa HB1 visa lao động có chuyên môn cao 73 visa, visa H4 vợ chồng và con nhỏ dưới 21 tuổi của visa HB1 21 visa, visa G1 visa dành cho cá nhân tham gia trao đổi giao lưu và đào tạo 155 visa, visa G2 vợ chồng con nhỏ dưới 21 tuổi của G1 18 visa, visa M1 visa học nghề tại Mỹ 3 visa, visa L1 visa tôn giáo 23 visa. So sánh số lượng visa không định cư được cấp trong tháng 5 năm 2022 và tháng 6 năm 2022. Đối với visa F1 tăng 3.058 visa, visa F2 tăng 18 visa, visa FB1 B2 tăng 4.163 visa, visa K1 tăng 8 visa, visa K2 tăng 7 visa, visa HB1 tăng 32 visa, visa H4 tăng 14 visa,
visa J1 tăng 100 visa, visa J2 tăng 12 visa, visa M1 giảm 3 visa, cuối cùng visa L1 tăng 13 visa.